Xin chào thầy mọi người nhé Ngày hôm nay bên em xin phép giới thiệu cho mọi người về chi tiết Mỗi sản phẩm đó là mẫu gậy ba to khúc Mang tên hiệu là AP Là một size 6 các nhé Đấy. Các bác nào nhu cầu mua sản phẩm này thì anh em hệ bên em hai trên nhé Hàm em xin con quốc Anh em mua hàng thì không cần có gạch kéo gì cả Hàng tay mọi người Mọi người quyền kiểm tra anh toán đúng hàng sản phẩm hay tiền nhé các bác, các bác mua hàng sẽ đủ cho mọi người là một chiếc hộp của nhà sản xuất này Đấy. Và một cái bao chất lượng vải Và một chiếc gậy Đấy. gậy bên em thì đầy đủ các màu như là màu titan để màu này màu vàng này màu trắng này màu đen này đấy bao rồi chất liệu vải rồi để anh em bảo vệ gậy hoặc là các bác nào muốn treo gậy ở đai quần đấy là có lỗ này nhá đấy. thì chủ đề chính ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết mỗi sản phẩm gậy mỗi gậy fp mà sẽ tháo lắp cho mọi người biết cách sử dụng nhé đấy một gậy chính hãng hàng bên em thì hàng nhập khẩu rồi hàng chính hãng công ty đấy chi tiết nhận dạng này thì ở phần cuối gậy gậy nhé nó chữ hình mặt đại bàng này, và chữ ANP và chỗ lúm này nhá hàm em này chỗ lúm này này à, được bắn chữ là một nhá các bác có thể thấy đúng không và chỗ tay cầm chất liệu cao su loan hình quả chám có tác dụng là chống trơn chống trượt chống mồ tay để khi anh em sử dụng là không bị bay gậy Đấy, và chỗ thân gậy nhá được bắn chữ là một ba size 6 Đấy, sản phẩm này có tổng chiều dài là 65 cm cân nặng là 600 g sản phẩm này làm bởi chất liệu hợp kim thép phay tan các bác nhé Đấy. lên là đã sơn chống ăn chống gì rồi chống bong sơn rồi bao anh em đập gạch đập đi thoải mái các bác mua hàng về là sử dụng trọn đời thì sản phẩm hàng bên em thì sử dụng dễ dàng luôn các cho, cho nó biết đúng không ạ ok chưa Phất ra phất nước là đảm bảo luôn cho mọi người khi mọi người sử dụng thì các bác nào mua hàng về các bác muốn tháo lắp nhé thì anh em để ngay thu lại ngày cho em Đấy, các bác giữ tay ở đây, một tay ở đây. Các bác tháo cái chốt này bên dưới này. Nó xoáy ra là được. Đấy, xong các bác rút cái lưỡi, uh, rút ra gậy ra nhá. Đấy. Xong các bác uh, rút chốt lưỡi gà này cho em. Đấy. Ở phần trên đầu này nó có một cái ốc vít hình tròn này. Các bác tháo ra cho em. Đấy. Bác xem đây. Vòng đây. Dày đến 2 ly các bác nhá nên là rất chi là cứng cáp Đấy, còn đâu có bác là muốn, muốn nắp vào nhá Đấy, muốn lắp vào thì anh em tháo ra nhào anh em lắp lại như thế Đấy, các bác đút vào cho các bác xoáy ở đầu này vào cho em các bác đút lưỡi gà vào Đấy, các bác đút lại vào cho em các bác xoáy xoáy vít rồi nhá Đấy. quy trình rất chi là dễ dàng thôi khi anh em sử dụng đúng không ạ thì ngày hôm nay bên em là giới thiệu uh, cách cắp giáp và giới thiệu chi tiết về mẫu thương hiệu là mẫu gậy AP lon một hàng chính hãng công ty thì các bác nào có nhu cầu mà muốn được tư vấn tham khảo mẫu gậy này thì anh em hệ bên em nhé thì ngoài ra bên em vẫn đầy đủ các mặt hàng đồ tự vệ bảo vệ bản thân như là dùi cua điện súng bắn điện gậy bao to khúc bình xịt hơi cay súng bắn bi roi điện anh em nào nhu cầu thì anh em cứ đăng đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm bên em hoặc là anh em liên hệ để em tư vấn cho bác nhá, phục vụ 24/7 luôn. Xin chào tất cả mọi người, xin lời các bác nhá.